Chào anh chị, với chức năng tạo file trên hệ thống cho phép quản lý đào tạo cung cấp file làm tài nguyên cho lớp học. Các loại file được phép tải lên bao gồm PDF, Word, Excel, PowerPoint, Image, Video, Audio. Học viên có thể truy cập vào file để xem và tải về. Các bước thực hiện như sau. Bước 1. Ở dashboard quản lý đào tạo, giảng viên, vào menu khóa giảng của tôi, click chọn vào lớp học mà người dùng được ghi danh. Bước 2. Ở màn hình lớp học, người dùng click vào nút bật chế độ chỉnh sửa. Bước 3. Ở bước này, hệ thống sẽ hiển thị nút thêm một hoạt động hoặc tài nguyên. Anh chị nhấn chọn tài nguyên, tập tin để tiến hành thêm tài liệu vào lớp học. Bước 4. Tại màn hình thêm mới tập tin vào lớp học, anh chị nhập tên cho file tài liệu. Sau đó, chọn tập tin bằng cách nhấn chọn vào nút Choose File, chọn tài liệu cần upload và chọn nút Đăng tải tệp này. Ở mục giao diện, chọn cách thức để thể hiện tài liệu ở lớp học. Khuyến khích, chọn mở cửa sổ trực tiếp xem file để học viên có thể xem trực tiếp tài liệu ở màn hình lớp học mà không cần phải tải về. Tiếp theo, tiến hành thiết lập điều kiện hoàn thành cho hoạt động xem tài liệu này. Đối với, học viên có thể đánh dấu là đã hoàn thành hoạt động. Ở điều kiện này, không khuyến khích anh chị thiết lập điều kiện vì học viên sẽ gian lận, chưa hoàn thành mà vẫn có quyền chọn là đã hoàn thành. Đối với khi các điều kiện được thỏa mãn, đánh dấu hoạt động như là đã hoàn thành, chúng tôi khuyến khích tích chọn trường thông tin này để tránh việc học viên học tập sơ sài và bắt buộc phải hoàn thành các hoạt động trong lớp học mới đủ điều kiện hoàn thành. Điển hình là khi tạo tài liệu thì điều kiện học viên cần hoàn thành là phải xem và thực hiện hoạt động này trong bao nhiêu tuần, ngày, phút, giây. Lưu ý, trong trường hợp học viên đã hoàn thành nội dung thì giảng viên không được chỉnh sửa điều kiện hoàn thành nội dung. Nếu giảng viên chỉnh sửa, hệ thống sẽ xóa kết quả học tập của học viên. Bước 5. Nhấn nút lưu và trở về để lưu tài liệu. Anh chị nhấn vào hoạt động tài liệu hướng dẫn sử dụng. Hệ thống sẽ hiển thị các slide tài liệu trực tiếp ở màn hình lớp học.